đây mình sẽ dùng kết nối nè, đây là rắc co để dễ dàng tháo lắp cho các bạn thôi, tháo lắp và sửa chữa. Khi các bạn cần nâng lên 3 ống phân thì mình sẽ nâng lên 3 cái đó, hoặc là 4 cái, hoặc là 5 cái, 6 cái, 7 cái, mình sẽ nâng cấp hết cho các bạn. Hello, tôi xin chào các bạn. Đây, hôm nay tôi sẽ gửi cho các bạn một trạm bơm. Đây, đây là trạm bơm 4HP, đó, 3 pha. Đây, đây là tổng quan của trạm bơm. Đó, nó sẽ gồm có hút phân, lọc, đó, hút phân, lưu lượng kế để biết là được bạn hút bao nhiêu. Đó, đó, đồng hồ áp và lọc và van tổng. Lọc, van tổng, ở dưới là van xả chặn. Đó. Ok, đây là con bơm đó, bơm 4HP đó, của hãng bơm 4HP 3 pha. Đấy, dây mình đã đấu rồi đó, bơm sẽ có đế trong rung nha, đó, đế trong rung này, và đầu hút xả của nó là 114. Đây, mình đã đấu rồi, mình ký hiệu các bạn dễ nha. Đó, đây là đầu nước vào nè, mình sẽ dùng tay khởi thủy, mình khởi thủy ra để mình làm cái hồi nuôi động lực, hồi nuôi động lực cho bơm. Đó, lên đây, đây xuống đây cũng là tay khởi thủy. Đó, đây mình sẽ dùng kết nối nè. Đó, đây là rắc co để dễ dàng tháo lắp cho các bạn thôi, tháo lắp và sửa chữa. Và có khi các bạn cần nâng lên 3 ống phân thì mình sẽ nâng lên 3 cái đó, hoặc là 4 cái, hoặc là 5 cái, 6 cái, 7 cái, mình sẽ nâng cấp hết cho các bạn. Đó, chỉ cần tháo lắp thôi là rất là dễ. Đó nè, ở trong này nó sẽ có lon cao su nha, các bạn hãy để ý. Đó, đây đồng hồ áp 10kg nha, có dầu nha các bạn. Đây, dầu nè. Đó, đây bên mình sẽ xài mấy cái loại mà nó sẽ xoay được để cho các bạn dễ chỉnh hướng. Đây, sẽ xoay được nè. Đó, ở đây mình đã gắn cố định rồi nên nó ít xoay. Ốc ở đây là ốc M16. Đó, có tán, có lông đền. Đó, ít nhất là 4 con nha các bạn. Ở đây mình sẽ gắn tạm, gắn 2 con nè. Đó, ít nhất là 4 con. Đó, ở đây nó có nhiều, rất nhiều lỗ. Đó, đây, đây. Đó, ít nhất là 4 con nha các bạn. Ở đây cũng vậy, ở trên đây cũng vậy. Mình đã gắn tạm thôi để cho các bạn dễ nhìn. Đó, còn đầu ra cũng là 114, đó, đi lên, đi lên nó sẽ ra hai cái lọc 90. Đó, đây mình sẽ qua, qua đây, đi qua, đó là van xả khí. Đó, phía trên là van xả khí nè, đó là van xả khí dùng cao bút nổi. Và mình sẽ chừa ở đây một cút nữa cho các bạn, khi muốn lắp thêm một cái chạm hoặc là một cái đường nước á thì nó sẽ đi ra. Đó, thêm một cái lọc nữa hoặc là thêm một cái ấy nữa. Ở đây là van tổng nè, đó, mở tác thì một tác. Ở phía giữa nó có lon cao su rồi, cho nên các bạn siết ở đây rồi là xong. Siết chặt, cứng. Đó, mà ok. Ở dưới này là van để xả cạn đường ống. Đó, xả lọc, đó, còn là xúc lọc. Này cũng có thể là xúc lọc được ngay rửa lọc các bạn. Nó sẽ có thể rửa lọc tự động được. Đó, chỉ cần các bạn xả van, mở van, xả van, đóng van là nó sẽ tự động rửa lọc. Đó, ở đây là lọc, lọc T, đó, T90. Đó, ở đây cũng sẽ là một cái khớp nối nè. Đây, đó, khớp nối cũng là gắn bu lông nha, gắn bu lông màu 16. Đó, và độ dài của nó là 10 sang. Ở đây cũng vậy, chỉ có chỗ này là độ dài là 15 sang. Đó, độ dài của ốc là 15 sang. Đó, và bộ lọc nó có thể vệ sinh lọc được nha. Đó, chỉ cần dạng ra và vệ sinh ở cái vòi rửa xe hoặc là các bạn lấy bàn chải các bạn chà. Đó, đây ở phía trong nè, đây là lọc của khách, khách gửi cho mình làm, mình chỉ làm từ bơm cho tới phần đầu ra, đầu ra nước ra của lọc, nước vào của lọc, nước vào của lọc cũng sẽ có chữ đít ra. Đó, nó là chiều vào, chiều ra, chiều ra là ống phi 114. Đó, nó sẽ ra hai hướng, hoặc là hướng bên kia hoặc là hướng bên này. Đó nữa các bạn, cái này mình sẽ bít lại nha. Ok,
Đó. Anh là tổng quan này. Mà tiếp theo đây mình sẽ đưa một cái clip hướng dẫn lắp đặt lên phía sau cho các bạn xem. Đó, để các bạn khi các bạn lắp đặt về, mua về lắp đặt thì đó, nó sẽ có một cái hướng dẫn lắp đặt cho các bạn. Hello, tôi xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người đây là trạm bơm dùng cho tưới tiêu nông nghiệp ha. Đây, trạm bơm này nó sẽ có một venturi hút phân bao gồm van hồi lưu ha, sử dụng cho hai cái lọc đĩa T90 ha. Rồi, tiếp theo đó đây là về chi tiết bơm. Đây là cái con bơm 4HP ha, sử dụng điện 3 pha. Rồi, về phần hút và đẩy là cái con bơm này sử dụng phi ống 114 nha. À, về đây là phần nước vào và đây là phần nước ra. Ở đây là Philips mình có lắp cái khớp nối động ha, để lát nữa chúng ta sẽ bạn ốc vào. Đây. Lắp đặt cái trạm bơm này ha. Đây. Đây là phần đầu hút ha, còn đây là phần cánh tay đòn của nước vào. Đây, mình sẽ đặt vào và mỗi phần hút này thì nó kèm theo một cái ron của phi ống 114 nha. Đây, đây nó có ghi số 114 này. Đó. Ở đây là mình chỉ làm cái ví dụ ha. Đây, mình sẽ đặt vào và kèm theo ít nhất là 4 con bu lông này nha các bạn, để mình dặn vào là chắc nhất nha, ít nhất là 4 con nha. Rồi, ở đây mình chỉ làm ví dụ để mình gắn nha. Rồi, đây, đây mình sẽ gắn vào. Đầu tiên thì mình sẽ chọn một cái vị trí ha. Rồi. Đây kèm theo long đờn nha các bạn. Sau đó mình sẽ vặn vào. Ở đây mình sẽ vặn trước hai con nha các bạn. Hai con để cho nó trụ lại cái chân nha. Cũng kèm theo long đờn ha. Rồi, đây là phần nước chút vào ha. Rồi, tiếp theo là phần nước ra. Phần nước ra thì nó cũng bao gồm một cái cụm như thế này nha. Đây. Các bạn, mình sẽ đặt vị trí vào. Đây, phần này là nó hướng ra phía sau nha các bạn. Đó, vào à. Nó cũng có một cái ron nha, ron của 114 cái số đó các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ đặt ron vào. Rồi, mình đặt lên. Rồi, tiếp theo là phần ống tán nha. Thì phần trên này nó lắp dễ hơn cái phần dưới nữa các bạn, nên mình sẽ để ốc từ trên xuống ha. Tiếp theo đây là phần cánh tay đòn ha. Cánh tay đòn này là bao gồm là đây là van mồi nước, còn cái bên đó là đồng hồ đo áp ha. Rồi tiếp theo đây là van hồi lưu của cái bộ hút phân ha. Nó gồm hai chiếc co nha. Rồi mình sẽ đưa vào. Đây, khi mà đưa vào là các bạn nên nhớ là mỗi phần rắc co nó đều có một cái ron cao su ha. Đó, khi mà ron này rớt thì nó bị xì nước ha. Rồi đây mình đặt vào, mình vặn. Rồi tiếp theo đây là phần cánh tay đòn của cái bộ hút phân ha. Đây, và kèm theo nó là một cái lưu lượng kế, đây trên nó có số đàng hoàng. Đây là van chỉnh lưu lượng ha. Tiếp theo mình sẽ lắp như vậy. Đây. Đây là van để van tổng để mình mở nước ha. Mở chậm nào thì sẽ sử dụng bằng chậm đó. Còn phần dưới đây là hai cái van xả lọc ha. Khi mà lọc vô thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ xả ha. Rồi. Rồi, đây là phần kết nối ha. Thì nó bao gồm một cái cụm riêng lẻ ha. Ở đây thì mình vì sự bất tiện nên mình gắn sẵn luôn. Đây. Cái cụm nối thì nó đều có một cái bu lông ha. Nhưng mà chúng ta gắn ít nhất là 4 con thì nó mới đồng đều ha. Đó, đây mình gắn sẵn nè. Và bên đây cũng tương tự ha.
Tiếp theo đây là hai phần phần lọc nước ha các bạn ha. Đây nó gồm một cái miếng này và ở giữa nó cũng có một cái đai để bắt lại với nhau ha. Ở đây là vì bất tiện nên mình gắn sẵn các bạn. Đó, mình gắn sẵn hai con luôn ha. Đây là phần rửa lọc ha. Đây là phần đầu nước ra, nó gồm hai đầu ha, đầu bên đây và đầu phía bên đối diện luôn các bạn. Chỗ này thì nó cũng có cái đai khớp nối lại với nhau ha, hai cái như nhau. Và nó đây mình gắn sẵn các cái con bu lông nữa. Chào tạm biệt mọi người, mình là Folic. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều video về nông nghiệp hữu cơ, mô hình ứng dụng và sản phẩm cho nông nghiệp nhé.